Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đảo chiều cái động cơ điện một chiều, động cơ DC bằng cái công tắc gạt 6 chân này. Thì ở đây là ta sẽ sử dụng cái công tắc gạt có 3 vị trí. Thì ở đây có 2 vị trí on và 1 vị trí ở giữa là vị trí off. Ở đây có bạn bật công tắc thì nó có 3 vị trí. 2 vị trí ở giữa là vị trí off, hai vị trí hay đào là vị trí on. Còn đây thì là cái công tắc có hai vị trí. Đó, chúng ta bật tắt bật on bên này hoặc là on bên này. Giờ ta sẽ sử dụng cái công tắc 6 chân mà có 3 vị trí này để chúng ta đảo chiều cái máy khoan này. Đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn cái máy khoan này thì nó chạy cái điện áp 12V. Chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn 12V này để chúng ta đấu nối. Thì trước khi đi vào đấu nối thì tôi sẽ giải thích cái sơ đồ nguyên lý của nó để cho các bạn tiện theo dõi. Thì để đảo chiều cái động cơ thì động cơ điện một chiều nói chung thì chúng ta sẽ đảo cái cực cấp nguồn của cái động cơ thì nó sẽ chạy nó sẽ đảo chiều được. Thì ở đây tôi sẽ vẽ cái sơ đồ nguyên lý để cho các bạn quan sát. Thì đây cái công tắc này thì nó có đây là 6 chân. Thì công tắc 6 chân. Ở đây là cái động cơ điện một chiều của chúng ta. Cái hiệu như thế này. Thì cái motor DC 12V đây. Thì chúng ta sẽ đấu nối như sau. Thì đây hai cái cực của motor này thì ta sẽ đáo vào hai cái chân giữa này. Rồi, chúng ta sẽ đáo như thế này. Đây cái cực giữa thứ hai. Đây là công tắc của chúng ta. Đấy. Cái nguồn 12V của chúng ta. Thì đây ta sẽ đáo cái nguồn 12V vào đây. Nó sẽ như bên này là cực dương, bên này là cực âm. Thì hai cái cực này dương âm này nó cũng không quan trọng. 12V DC. Và chúng ta sẽ nối thông cái chân hai cái chân này với nhau. Đây cái chân này ta nối thông với chân này. Đây các bạn sẽ nối thông cái chân này với chân này. Và cái chân này các bạn nối thông với chân này. Tức là khi ta bật cái công tắc lên phía này thì cái motor của chúng ta nó sẽ điện dương đây, nó sẽ về đây. Nó đi qua đây là phía này là dương. Và cái âm, cái nguồn âm thì nó đi qua đây. Nó qua đây thì phía này là âm. Thì cái động cơ của chúng ta nó sẽ chạy theo cái chiều thuận này. Khi ta bật cái công tắc xuống phía dưới này. Thì đây là nối với cực âm. Đây là nối với cực dương. Thì cái lúc này thì cái nguồn điện của chúng ta ở đây nó sẽ đi, ở đây là cực âm, nó sẽ đi về đây, đây là cực âm. Và cái điện dương thì nó sẽ, đây là cái cực dương. Thì cái khi ta bật tắt xuống phía dưới này thì phía này nó thông với lại cái điểm giữa này thì nó trở thành là cực dương. Thì như vậy là cái động cơ của chúng ta nó sẽ chạy theo chiều ngược lại. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta đấu nối. Các bạn sẽ đây là cái nguồn 12V của chúng ta. Đây là hai cái sợi dây ra 12V. Cái cực đỏ này là cực dương mà cực xanh này là cực âm. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái cạo đấu dây nữa. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đấu nó như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đấu cái cực nguồn dương và nguồn âm vào hai cái cực trên này. Đây các bạn mở cái này ra để chúng ta đấu nối. Đây là nguồn dương. Đây một cực, đây một cực. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái cầu đáo này để chúng ta bắt chéo cho hai cái cực này. Đây ta bỏ thêm một sợi nữa. À đây bây giờ chúng ta sẽ đáo cái nguồn âm. Âm ta bắt vào đây.
và ta cũng cào thêm một cái đoạn dây để chúng ta bắt kéo qua các cái cực cùng lại. Đây, bây giờ tôi sẽ cái chân bên này, tôi sẽ cào qua chân bên này và cái chân phía bên này tôi sẽ cào về đây. Đây các bạn để ý, đây tôi sẽ cào cái chân bên này và tôi bắt chéo qua bên này. Cái chân bên này tôi phải bắt chéo qua bên này. Các bạn quan sát, ta bắt như thế này. Bây giờ cái nguồn cho cái motor này, đây là cặp dây nguồn của chúng ta, thì motor đi ra đây, tôi sẽ bắt vào hai cái chân giữa này. Đây tôi sẽ bắt vào cái chân giữa này. Tiếp theo còn sợi bên này, tôi sẽ bắt vào cái chân còn lại bên này. Bây giờ đây là chúng ta đã đấu nấu xong cái đảo chiều của cái động cơ bằng cái công tắc 6 chân của chúng ta. Ở đây tôi sẽ gài cái công tắc này vào trong cái này để chúng ta dễ thao tác. Đây bây giờ tôi đã gắn xong cái công tắc này vào cái hộp này để chúng ta dễ bật tắt. Thì tôi sẽ cấp nguồn cho cái đây tôi sẽ gạt về giữa. Bây giờ tôi sẽ cấp nguồn cho cái adapter này, cái nguồn đổ âm này. Đấy, các bạn thấy cái nguồn của chúng ta đã sáng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bây giờ tôi sẽ bật công tắc về phía trên này thì các bạn thấy cái động cơ của chúng ta. Đó, nó quay. À, các bạn thấy nó quay. À, nó quay theo hướng này. Bây giờ ta tắt đi. Đây, ta tắt. Các bạn thấy này. Đấy. Động cơ ra nó quay theo chiều này. Bây giờ ta sẽ bật xuống dưới này. Đấy. Đấy, các bạn thấy động cơ của chúng ta. Đó, nó quay theo chiều ngược lại. Thì đây là cách chúng ta đảo chiều cái động cơ điện một chiều của chúng ta. Thì bằng cái cách đơn giản này thì chúng ta ở trong các cái máy khoan thì người ta cũng hay sử dụng cái cách này để người ta đấu nấu để chúng ta đảo chiều được cái máy khoan của chúng ta. Thì ngoài ra nó còn có cái cách là chúng ta sẽ sử dụng các cái nút nhấn on và off này bằng thông qua các cái rơ le trung gian này. Thì cái video đó thì tôi đã trình bày với các bạn ở trong một cái video khác, thì các bạn có thể xem lại trên kênh của tôi. Thì nếu các bạn thấy cái kiến thức ở trong cái video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để mọi người được biết đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.